Chào các bạn nhé. Thì trong cái video tiếp theo này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức là lọc bạn bè mà không tương tác. Lọc bạn bè không tương tác nhé. Thì chúng ta đã biết là khi mà các bạn bán hàng ở trên Facebook ấy, thì khi các bạn đăng bài ấy, thì không phải ai cũng nhìn thấy, mà chỉ những người nào mà hay tương tác với chúng ta thì họ mới nhìn thấy cái bài đăng của chúng ta thôi. Vậy thì nếu Facebook của các bạn mà có nhiều bạn bè không tương tác ấy, thì họ cũng không nhìn thấy bài đăng của chúng ta đâu, và chúng ta cũng không nhìn thấy bài đăng của họ. Vì tốt hơn hết là chúng ta phải sử dụng cái cách là chúng ta thường xuyên tương tác với họ để họ nhìn thấy bài của chúng ta. Trong trường hợp nếu các bạn có nick Facebook của bạn có 5.000 bạn, tức là chúng ta không được kết bạn được thêm nữa, thì theo cái thuật toán nước doanh thì không phải tất cả 5.000 người đều nhìn thấy chúng ta đâu. Thì các bạn phải xóa bớt những người mà ít tương tác với chúng ta đi để chúng ta kết thêm bạn mới, để chúng ta tương tác thêm với những khách hàng mới. Lúc đấy thì bài đăng của chúng ta nó mới hiệu quả và chúng ta mới ra đơn hàng. Thì trong cái clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức là xóa những người bạn mà không tương tác đi. Đầu tiên là từ giao diện của màn hình điện thoại đây, thì các bạn kích vào cái dấu ba dấu gạch ngang này, và chúng ta chọn cái ô tài khoản Facebook. Rồi trong lô này thì nó sổ ra, thì các bạn nhìn nhé, thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là gì ạ, lọc bạn bè này. Các bạn nhìn lọc bạn bè nhé, các bạn kích vào lọc bạn bè. Thì khi mà giao diện nó hiện ra ấy, thì trong cái ô đầu tiên này, cái ô này, ô lọc danh sách bạn bè không tương tác này, thì các bạn có thể chọn những cái nick Facebook mà chúng ta muốn lọc. Nếu các bạn có một nick thì nó chỉ hiện lên một nick thôi, còn nếu các bạn có nhiều nick thì nó sẽ hiện đây và các bạn chọn. Giả sử tôi đã chọn Nguyễn Chính Long nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn lọc bạn bè, thì cái ô chọn giới tính đây thì các bạn có thể lọc tất cả này, nam này, nữ này, bạn bè dưới 500 người này, bạn bè là người nước ngoài này. Đấy, thì các bạn có thể tùy chọn theo giới tính. Ví dụ tôi chọn tất cả nhé. Xong rồi cái ô tiếp theo là số lượng post. Ở đây các bạn click vào, các bạn sẽ thấy là từ 1, từ 10, 20, 50, 100, 200, 500. Đây là số lượng bài viết của các bạn. Nó có ý nghĩa như sau: nếu các bạn chọn là 10, tức là chúng ta sẽ lọc ra tất cả những bạn bè không tương tác với chúng ta trong 10 bài gần nhất. 10 bài gần nhất, đúng không ạ? Vậy thì theo tôi thì các bạn nên chọn cái số nó to lên một chút, dụ 500 bài. Ở đây tôi sẽ lọc tất cả những người mà không tương tác với tôi trong 500 cái bài post gần nhất, được chưa? Chứ nếu mà các bạn chọn 10 bài ấy, thì có thể là có những người là trước đây người ta hay tương tác chúng ta, nhưng mà gần gần đây, một hai ngày gần đây mà chúng ta post nhiều bài họ không tương tác, chúng ta cũng lọc nhầm thì rất là phí. Thì các bạn chọn số to lên, sau khi chọn xong thì các bạn ấn vào cái chữ tiến hành lọc. Đấy, sau đó thì các bạn chờ một chút. Các bạn chờ một chút, vì càng 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 lâu thì cái lượt quét nó càng lâu, cái thời gian quét nó càng lâu. Và các bạn cứ chờ một lúc thì nó sẽ ra tất cả những thông tin. Đấy, ok. Đấy, các bạn nhìn nhá, đây nó đã ra những cái thông tin, cái danh sách không tương tác này. Đấy, thì nó có ô lưu file xóa tất cả, sâu 100 dòng copy CSV, rồi nó hiển thị ra rất nhiều các cái ô đây, và bên dưới là danh sách những người mà không tương tác với chúng ta này. Đấy, không tương tác thì các bạn phải kéo sang này, có ảnh avatar này, có UID này, cái số lần tương tác này, số lượt bình luận này. Đấy. Đấy, số lượt bình luận là bằng không hết này, tương tác bằng không này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Thì ở đây có rất nhiều người không tương tác với tôi trong vòng 500 cái bài viết này, đúng không ạ? 500 bài viết. Thì các bạn có thể xóa tất cả những người này đi, nhưng mà tôi khuyên là các bạn không nên xóa tất cả. Nếu mà xóa tất cả thì các bạn có thể chọn vào cái dòng mà xóa tất cả, xóa bạn có điểm tương tác bằng không này. Đấy, thì xóa hết đi cái ô màu cam này. Tuy nhiên thì tôi khuyên các bạn không nên dùng cái này, vì có thể có những người mà họ không tương tác với chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn muốn giữ lại, thì tốt nhất là các bạn sẽ kéo xuống dưới và các bạn nhìn những ai mà không tương tác với chúng ta thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta muốn xóa đây, chúng ta chọn đây. Ví dụ Vũ Trọng Hải, Quang Phạm này, Bùi Thị Mai Hương này, Bích Nguyễn này, giả sử bốn người này nhá, thì tôi chọn bốn người này, xong tôi kéo lên trên, thì các bạn nhìn thấy cái chữ xóa bạn bè đã chọn này, xóa bạn đã chọn này.
thì ta ấn vào đây. Đấy. Đấy thì nó đã xóa hết này. Đấy, nó xóa hết bốn cái này. Đấy, và nó có chữ thành công này. Thành công này. Đấy, thế là chúng ta đã xóa được những người bạn mà chúng ta cảm thấy là họ không tương tác với chúng ta. Bằng cách là chúng ta quét ra và chúng ta chọn xem là những ai mà chúng ta muốn giữ lại, những ai mà chúng ta muốn xóa thì các bạn xóa đi. Được chưa? Rồi, chúc các bạn thành công.